Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị. Xin chào, tôi là Duy Thuận. Rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần với những tập truyện ma dài. Hôm nay, Thuận sẽ kể cho quý vị một câu chuyện tình nữa. Câu chuyện này có gì đặc biệt? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Cô Mận, con gái ông Ba Dừa, năm nay vừa bước sang tuổi 20. Ở dưới quê thì cái tuổi 20 đang là độ tuổi xuân thì, vừa đẹp để gả chồng. Cả làng Xuân Hòa này ai mà chẳng biết mối tình trắc trở của cô Mận và cậu Thìn, con bà Bảy Xẻ. Số là cô Mận và cậu Thìn là thanh mai trúc mã. Hai người thương nhau lắm, mà ông Ba Mẫn ổng không có chịu gả cô Mận cho cậu Thìn. Ông chê cậu Thìn là đồ con hoang, nghèo khổ. Sở dĩ ông nói vậy là vì bà Bảy Xẻ, mẹ cậu Thìn không có chồng, lại còn làm nghề cắt lá chuối non bán cho người ta gói bánh. Còn bản thân cậu Thìn thì cậu ấy chỉ làm ruộng thôi. Rồi ai thuê cái gì thì cậu ấy làm thêm cái đó. Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau sống đó giờ. Theo lẽ thường, cái chuyện mà ông Ba ổng chê bai ra cảnh cậu Thìn cũng không có gì là lạ cả. Phép vua còn phải thua lệ làng cơ mà. Không môn đăng hộ đối thì ai mà chịu gả con gái cho. Nhưng cái buồn cười ở đây ấy, phải chi mà nhà ông Ba giàu có như nhà người ta. Đây không có hề, nhà ông cũng nghèo bỏ sừ ra. Ông có chịu làm ăn cái quái gì đâu, toàn ở không, đi nhậu từ sáng tới đêm, há mồm chờ ăn để ở vợ con nai lưng ra nuôi. Chê người ta nghèo mà không biết tự nhìn nhận lại mình. Nói tới cô Mận và cậu Thìn thì người ta chỉ thấy tội thôi. Cậu Thìn cậu hiền lành phải biết, thanh niên trai tráng mà lo làm ăn, cần cù siêng năng dữ lắm. Không có rượu chè gái gú, tính tình thì lại đàng hoàng lễ phép. Bao nhiêu bà đánh tiếng ưng cậu ấy làm rể. Các em gái mới lớn thì một tiếng anh Thìn, hai tiếng cũng anh Thìn. Nhưng mà cậu ấy chỉ thương mỗi cô Mận. So với thiếu gia nhà giàu mà bất tài vô dụng, thì người ta vẫn thích người đàng hoàng tử tế hơn đấy thôi. Còn về cô Mận, nghĩ gì cho mệt, cứ nhìn cái cách mà bọn con nít trong làng quý cô Mận là biết ngay. Cái tâm cô tốt mà hiền lành lắm. Chưa bao giờ thấy cô to tiếng với ai, trai làng theo đuôi làm quen cũng không có ít đâu. Thậm chí còn có người đem chầu cau đến tận cửa để hỏi cưới. Nhưng cô Mận trả lời người ta rằng là ngoài anh Thìn ra, đời này cô ấy không gả cho ai hết. Vì câu nói đó mà cô bị ông Ba đánh cho một trận nhừ tử. Kể từ ngày ấy cũng không thấy anh nào hó hé gì nữa. Tâm ý của người ta đã quyết vậy rồi, có cố nữa thì cũng thế thôi. Ông Ba có một người mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Trước kia bà cụ chỉ sống một mình, nhưng nay già yếu quá rồi cần có người chăm sóc. Mà ông Ba lại là con trai trưởng nên ông đã đưa bà cụ về nhà ở, đặng cho cô Mận và bà Ba chăm sóc. Còn căn nhà mà bà cụ đang ở thì ông Ba cùng hai người em đã bán đi. Ông Ba được chia phần nhiều hơn để lấy tiền nuôi mẹ già. Sau khi chủ mới đến nhận nhà, đồ đạc của bà cụ được chuyển hết sang nhà ông Ba. Nhưng mà vì chiếc giường tre mà bà cụ đang dùng cũ quá rồi, trong lúc vận chuyển thì nó bị gãy hỏng mất. Vậy là cô Mận đã nhường giường của mình cho bà nội nằm, còn bản thân thì trải chiếu nằm dưới đất. Mấy hôm sau, ông Ba ổng chở ở đâu về một cái giường nhỏ, nói là để bù lại cho cô Mận. Chuyện thì cũng không có gì, cho đến khoảng 3-4 tháng sau, thì một chuyện không may mắn đã xảy ra. Anh Thìn xấu số chết trẻ, quý vị ạ. Nguyên nhân là do anh ấy đã cố gắng cứu con bé út mới có 6 tuổi bị đuối nước. Con nhỏ thì cứu được, nhưng mà mạng của anh Thìn thì lại không còn. Anh ấy bị nước cuốn đi xa, 2 ngày sau mới tìm được xác. Cô Mận biết tin, ngồi bần thần như người mất hồn. Suốt mấy ngày diễn ra tang lễ, cô Mận bất chấp ông Ba có đánh đập cỡ nào,
cô cũng nhất quyết sang phụ bà Bảy lo ma chay cho anh Thìn. Người lạ không biết nhìn vào có khi còn tưởng cô Mận là con dâu bà Bảy. Một tay cô lo toan hết tất cả, từ tiếp khách đến cúng kiếng ma chay. Ban ngày bận rộn tiếp khách, ban đêm là bà Bảy và cô Mận lại ôm nhau khóc, đáng thương vô cùng. Sau cái chết của anh Thìn không lâu, người cô Mận bắt đầu xanh xao, nghe thấy mùi cá tanh là cô sẽ nôn ói, rồi thèm chua. Nói chung là biểu hiện giống hệt như phụ nữ đang trở ngén vậy. Ông ba ổng để ý thấy được, vậy là ổng xưng cô lên, lôi cô Mận ra đánh đập, bắt cô khai ra ai là chủ nhân của cái thai. Trời ơi, mày ăn nằm với cái thằng chó nào, mày khai ra ngay cho tao. Mày mà không khai tao đánh chết cả mẹ lẫn con bây giờ. Đồ mất dạy, đúng là vô phúc mà. Trời ơi là trời. Con không ăn nằm với ai cả, con không có thai mà. Mày còn giả mồm mà, tao vả vỡ mồm mày ra bây giờ. Mày có khai ngay không? Cô Mận vẫn quỳ dưới đất, cúi gằm mặt khóc, không nói không rằng gì hết. Ông ba ổng tức đó cả mặt, với cái cây chổi đánh cô Mận tới tấp. Đánh một lúc tự dưng ổng dừng lại, ổng nắm tóc cô Mận rồi gào lên. Ôi thôi, còn mẹ nó, hay là mày chửa với cái thằng nằm dưới ba tấc đất ấy. Ôi giời ơi bố, cái con ngu này, sao mày ngu thế hả con? Tao đánh chết mẹ mày, tao cho mày xuống dưới mà đoàn tụ với nó. Ông bà ổng đánh cô Mận tới nỗi dập cả mồm, cháy cả máu đầu. Mày sao bà cán lại, chưa không thì chết thật chứ chẳng phải chơi. Ông bà ổng nói rằng là cô Mận bôi cho chát chấu lên mặt ổng, nhục nhã với hàng xóm láng giềng, nên ổng đã xích chân cô Mận lại, nhốt trong phòng, khóa cửa không cho đi đâu cả. Vì cái câu chuyện này xảy ra đã lâu, thuở đó khoa học chưa có phát triển như bây giờ, hơn nữa lại là làng quê nghèo nàn, lạc hậu. Người dân ốm đau đều tìm tới thầy lang bốc thuốc đông y. Kể cả thai phụ cũng được chẩn đoán bằng cách bắt mạch truyền thống. Bà ba đã đưa cô Mận đi bắt mạch, và đúng là cô ấy đang mang thai ở tháng thứ 3. Trong khi anh Thìn mới mất được 2 tháng thôi. Nếu đúng là con của anh Thìn thì tức là cô Mận đã mang thai trước khi anh Thìn chết. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Kể cả đó có không phải là con của anh Thìn đi chăng nữa, thì người ta vẫn cứ tin. Khỏi phải nói làng Xuân Hòa nháo nhào bàn tán âm cả lên. Riêng cô Mận thì cô ấy chẳng nói chẳng rằng gì cả. Bà ba hỏi bao nhiêu lần, cô cũng nói là mình không mang thai. Qua đến cái tháng thứ 4, bụng cô Mận bắt đầu lớn lên trông thấy. Cô Mận thì vẫn cứ bị xích chân vào giường nhốt lại, không được đi đâu cả. Lúc đầu chẳng một ai mảy may nghĩ đến chuyện cô Mận gặp vấn đề về tâm linh, mà chỉ chăm chăm xem cô Mận như tội đồ. Nhưng càng về sau, cái bụng càng lớn lên thì có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đầu tiên là về vấn đề ăn uống. Nói gì thì nói, cô Mận vẫn là thai phụ nên bà ba bà đã lén tẩm bổ cho con gái. Ông bà đánh thì đánh, chửi thì chửi vậy, nhưng bản thân ông vẫn là một người cha. Cha nào mà chẳng thương con. Nên dù biết vợ lén tẩm bổ cho con gái, ông bà cũng giả lơ như không biết gì. Tháng thứ 3, tháng thứ 4, thai kỳ thì mọi chuyện diễn ra bình thường. Chỉ có cái là từ khi bị nhốt, cô Mận không mở miệng nói bất cứ một chữ nào cả. Lần cuối cùng bà ba nghe thấy con gái nói chuyện là lúc cô Mận nói là cô ấy không mang thai với ai cả. Sau lần đó, bà ba mang cái gì đến là cô ăn cái đó, không cười, không nói, không phản ứng gì cả. Mãi đến tháng thứ 5, có một hôm bà ba bê đến một bát cháo gà đưa cho cô Mận ăn. Vậy mà tự dưng, cô hất đổ hết bát cháo xuống đất, rồi nhìn chăm chăm mẹ mình bằng một ánh mắt rất khó chịu. Bà ba mới mang cái bát cháo thứ 2, thứ 3 đến, cô Mận vẫn phản ứng y như vậy. 2 ngày liên tiếp, cô không chịu ăn bất kỳ một thứ gì cả. Hỏi cô muốn ăn cái gì hay bị làm sao mà cô cứ im re. Không nói là không nói, chỉ lầm lầm lì lì biểu hiện thái độ. Bà xót ruột con gái, cứ để cô Mận nhịn ăn uống hoài vậy thì đâu có được. Vậy là bà ba mới luộc nguyên một con gà để dành riêng bồi bổ cho cô Mận.
Đang đứng luộc cà trong bếp thì mấy bà hàng xóm kéo đến tám chuyện. Nên bà ba bỏ lại nồi nước luộc cà cho người con trai thứ, kém cô Mận 3 tuổi trong bếp. Người em trai này rất thương cô Mận. Cậu ta luộc cà xong, mang thẳng nguyên cả con gà còn nóng hổi vào phòng cho cô Mận ăn. Vì nghe nói chị gái đã nhịn đói mấy ngày nay rồi. Khi bà ba trở vào, thấy cái nồi trống trơn, hỏi ra thì mới biết là gà đã được mang vào cho cô Mận rồi. Bà ba mới đi vào phòng cô Mận xem cô ấy có chịu ăn hay không, thì thấy con gà luộc chỉ còn lại đống xương. Một mình cô Mận đã ăn hết sạch nguyên con gà đó. Và điều kỳ lạ là con gà này chưa chín, bên trong vẫn còn sống, nước máu gà đỏ le chảy đầy trên đĩa. Một ít thịt gà sống còn thừa mắc lại trên xương là minh chứng rõ nhất. Con gà còn sống nhăn vậy mà một mình cô Mận ăn hết sạch, trong khi người em trai chỉ mới mang đến trước lúc bà ba vào có một tí thôi. Vậy mà chớp mắt một cái, đến cái đầu gà cũng chẳng còn. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô Mận ăn đầu gà cả. Mà cả nhà bà ba cũng không có ai ăn đầu gà bao giờ. Toàn vứt cho chó ăn thôi. Sau này, bà ba để ý cứ món gì mà nấu chín là cô Mận không động đũa. Nhưng hễ món nào mà nấu tái tái, cho bao nhiêu cô ăn cũng hết. Bà ba chỉ nghĩ là có thể con gái mình ngén nên mới thích ăn vậy thôi. Nên kể từ đó, để cô Mận ăn được nhiều, bà ba nấu thịt gì cũng cố ý nấu nửa sống nửa chín, mà không biết được rằng chính mình đang tiếp tay cho ma quỷ hại con gái. Cho đến tháng thứ 6 của thai kỳ, có một hôm, chẳng biết như thế nào mà cô Mận tuột xích chạy ra ngoài. Tưởng là cô bỏ trốn, gia đình mới tá hỏa đi tìm hết làng trên xóm dưới không thấy. Cuối cùng người nhà tìm thấy cô Mận ở đâu, quý vị có biết không? Cổ mới chui tọt vào chuồng gà ngồi thù lù một mình ở trong đó, rồi bốc hết một ổ 5-6 quả trứng gà sống ăn ngon lành. Mà gà ở dưới quê đạp mái ấp nở con, chứ có phải là gà công nghiệp như trên thành phố đâu. Hơn nữa, ổ trứng đó gà mẹ ấp cũng lâu rồi, sắp nở đến nơi. Vậy mà cô ăn hết sạch, không chừa lại một quả nào. Lúc lôi cô Mận ra, quần áo cô dính đầy máu gà, tóc tai thì bơm sờm, trên mép còn dính vài vụn vỏ trứng gà nữa. Cả người phát ra cái mùi tanh nồng nặc. Từ đó về sau, cô Mận thường xuyên trốn ra ngoài. Không hiểu sao, chân cô bị xích bằng xích sắt, mà cô vẫn thoát ra được hay thật. Mà lần nào cũng như lần nào, cô toàn chui vào chuồng gà ăn trứng sống. Riết bà ba phải luộc trứng gà lộn cho cô Mận ăn, mà luộc cũng không dám luộc chín quá, sợ cô Mận không ăn. Nhờ vậy cô mới chịu ở yên trong phòng. Mới có tháng thứ 6 thôi mà cái bụng cô Mận đã to tổ trướng lên như là bầu sắp đẻ đến nơi. Bà ba thì cứ lo cho cô Mận ăn không ngon, ngủ không yên. Đầu tiên là bà nghĩ là cô Mận có vấn đề về thần kinh, vì mấy tháng rồi mà cô không mở miệng nói một câu chữ nào hết. Rồi cư xử ăn uống cũng có vấn đề. Vậy là bà mới mời thầy lang sang khám cho cô Mận. Ông thầy lang này cũng chính là ông thầy mà trước bắt hỉ mạch cho cô Mận. Thường thì thai to 3-4 tháng là thầy đã bắt mạch xem được giới tính của cái thai rồi. Nhưng mà kỳ này ông thầy ngồi bắt mạch cả buổi cũng không thấy có mạch thai đâu cả. Chỉ thấy mạch tượng của cô Mận rất yếu, giống như là mạch của người sắp chết vậy, trong khi nhìn cô vẫn đang rất khỏe mạnh bình thường. Thầy lang chỉ cắt cho cô Mận một ít thuốc bổ uống rồi thôi, vì ông nghĩ rằng là cô Mận đang khỏe mạnh như vậy, tự dưng nói sắp chết sao mà được. Chính ông ta còn không tin nữa, huống gì ai mắc công mang tiếng. Mãi đến khi cái bụng được hơn 7 tháng một chút là gần như cô Mận không đi lại được nữa luôn, chỉ lết lết dưới đất, lết đến độ mà tay chân cô chảy xước hết cả ra, làm như không biết đau vậy đó. Ngày nào cô Phượng cũng vừa lết vừa cười điên điên khùng khùng. Cho đến một hôm bà ba đi nghe hát ở đầu làng. Hôm đó đoàn hát từ xế chiều đến tận khuya, thành ra tối đó bà ba về nhà muộn, người trong nhà đã ngủ hết cả rồi. Đi ngang qua phòng cô Mận, tự dưng bà nghe tiếng nói chuyện. Bụng em to lắm rồi, anh đừng có nhập vào người em nữa, em mệt lắm. Anh đu ở trên đấy làm cái gì thế? Xuống đây ngủ đi. Hí, anh nghe này,
con đang đá em này. Chỉ nghe được giọng nói của mỗi cô Mận, không thấy tiếng ai trả lời cả. Mà sao cô nói gì lạ quá, bà ba bà mới nghĩ. À, hay là cái thằng trời đánh làm con gái mình có thai, lén lút tới à? Vậy là cái thai là con của thằng khác chứ không phải của thằng Thìn rồi. Kỳ này là bà bắt quả tang tại trận, hết được cho cái. Bà ba mới lén nhón chân lên đi lại gần, nhìn qua lỗ thủng trên cửa để xem mặt mũi cái thằng khốn nạn đó trông như thế nào, là con cái nhà ai. Nhưng bên trong hoàn toàn không có bất kỳ ai khác ngoài cô Mận cả. Bà ba nhìn theo ánh mắt của cô Mận thì chết điếng tại chỗ, tóc gáy dựng ngược khi thấy trên trần có một cái bóng đen lớn hình người đang đu qua đu lại trên xà ngang, giống y như khỉ vậy. Cái bóng đen trên đầu còn có hai cái sừng dài nữa. Bà ba bà cứ đứng chết chân trước cửa. Bà sợ đến độ hai chân cứng ngắc, không đi được, phải quỳ xuống lết lết bò về phòng. Cả đêm đó bà ba thức trắng. Gà vừa gáy là bà ba kêu ông ba dậy kể lại chuyện tối qua mình nhìn thấy cho ông ba nghe. Mà ông ba này, ông vốn là người mê tín nên ông tin ngay. Tới tối, ông ba ông cũng lén đi rình thì ông cũng thấy giống y như bà ba. Cái bóng hình người đen thui lui bay tới bay lui trên trần nhà. Còn cô Mận thì cứ ngước lên nhìn cái bóng, nói chuyện một mình, xưng em gọi anh ngọt xớt. Qua sáng hôm sau, hai vợ chồng ông ba cấp tốc đi tìm thầy ngay. Ông thầy đầu tiên được mời tới là ông Tám Ấn, là một thầy pháp cao tay có tiếng trong vùng. Nhưng khi ông Tám tới nhà, ông đứng trước cửa phòng cô Mận nhìn vào trong, là ông liền lùi lại sau, không bước vào. Ông chỉ lắc đầu nói: con gái ông ba bị quỷ nó theo rồi. Con này nó dữ lắm. Ban ngày ban mặt mà nó ngồi trình inh bên cạnh con nhỏ kia kìa. Cái thai trong bụng của con quỷ chứ không phải thai của người dương. Con nhỏ này mang cái bụng 7 tháng sắp đẻ tới nơi rồi. Ông bà phát hiện muộn quá, sức của tôi không thể cứu được. Bao giờ mà con nhỏ này lâm bồn đẻ con cho quỷ xong là nó cũng sẽ chết. Tôi tính qua thì con ông bà không sống được quá 40 ngày nữa đâu. Nhìn khỏe mạnh bình thường vậy, chưa dương khí trên người sắp cạn rồi. Con quỷ theo cả năm trời chứ chẳng ít. Đúng ra đã chết lâu rồi, còn sống được tới giờ này là do có người theo độ nên mới giữ được mạng. Mà người ta không cho tôi thấy nên không biết là ai cả. Ông bà thử đi tìm thầy khác cao tay hơn xem sao, mày đã cứu được. Nhưng mà tôi nói trước là khó lắm đấy. Vợ chồng ông ba nghe ông thầy Tám nói xong, sợ xanh cả mặt. Bởi vì đến ông Tám cao tay ấn vậy mà ông cũng thả tay chịu thua, không cứu được, thì biết tìm thầy nào bây giờ. Với hy vọng là cứu con gái, ông bà ba lặn lội khắp nơi đi tìm thầy. Trừ ông Tám Ấn ra thì ông ba bà ba còn mời đến tận 4 ông thầy nữa, mà ông nào cũng lắc đầu bỏ về. Riêng cô Mận thì cô càng ngày càng bộc phát sự hung tợn, giống như là con quỷ biết mình bị lộ rồi nên nó lộng hành xui khiến cô Mận quậy phá vậy. Lúc trước cô Mận chỉ ăn đồ tái thôi, bây giờ cô đòi ăn cả thịt sống, uống máu tươi. Cô Mận cũng mở miệng nói chuyện, nhưng câu đầu tiên cô nói lại là câu mắng chửi cha mẹ mình. Và lý do là vì bà ba không chịu đem đồ sống cho cô ăn. Cô Mận phát điên phát khùng lên, phá đồ đập cửa chửi rủa: bọn mày thả tao ra, thả tao ra ngay. Còn ba đâu, mày ra đây liền cho tao. Có thằng cha con gái mẹ nào mà khốn nạn như tụi mày không? Bọn mày bắt mẹ con tao nhịn đói á? Bọn mày đem gà sống tới đây cho tao ngay. Con quỷ cái kia, mày đâu rồi? Ông ba bà ba nghe tiếng đập đồ thì lật đật chạy đến. Vừa đúng lúc nghe thấy những lời mà cô Mận nói, ông ba ổng nóng máu tức lên, với cái cây chổi quét sân ngay bên cạnh, mở cửa phi thẳng vào trong phòng đánh cô Mận. Nhưng mà chổi vung lên là cô Mận đều né được. Bình thường đi còn không nổi, mà sao bây giờ cô chạy vù vù, di chuyển nhanh cực kỳ. Cô giật cái cây chổi trên tay của ông ba rồi đánh ngược lại cha mình, vừa đánh vừa chửi.
Thằng chó già này, mày dám đánh tao à? Tao cho mày chết, tao cho mày chết này. Bà Ba thấy chồng bị con gái đánh, nhào vào can. Vậy là cô Mận đánh luôn cả bà Ba. Hai vợ chồng già bị đứa con gái của mình đánh cho thâm tím mặt mày, dập cả mồm. Anh trai và em trai của cô Mận cũng nhảy vào cứu, mà cũng không xi nhê gì. Cô Mận, cô hăng máu quá, cô mạnh cực kỳ, không tài nào mà bắt cô lại được. Cuối cùng phải gọi người đem gà sống đến cho cô Mận ăn, thì cô mới chịu dịu cơn lại, buông tha không đánh nữa. Vừa cầm con gà trên tay là cô Mận há miệng cắn ngay vào cần cổ con gà, rồi ngang nhiên uống máu trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong gia đình. Uống máu xong, cô thọc tay, móc mắt con gà ra ăn ngon lành. Ông bà ổng vẫn tức lắm mà không làm gì được. Suy nghĩ tới lui thì tự dưng ổng sực nhớ ra một chuyện. Ổng gọi bà Ba tới nói chuyện. Ê, bà, có khi nào cái vòng quỷ nó theo ám con Mận là thằng Thìn không? Bà bố nó, không nó thì còn ai vào đây nữa? Lúc nó còn sống mình không chịu gả con Mận cho nó. Giờ nó chết rồi nên nó muốn bắt con Mận làm vợ nó. Ông còn nói cái gì nữa? Hai đứa nó thường nhau gần chết. Ông cứ một hai đòi cản không cho. Tôi nói cho ông biết, con gái tôi mà nó có bị làm sao, tất cả là tại ông, tại ông hết. Ông bà đang tức mà còn nghe thấy bà Ba khóc lóc rồi quá trách, ông tức thêm. Vậy là ông đi thẳng đến nhà anh Thìn. Bà Bảy Xẻ, mẹ của anh Thìn, thì chưa kịp chào hỏi gì là ông đã đi tới trước bàn thờ của anh Thìn, chỉ tay lên di ảnh rồi chửi. Mày chết rồi thì cút đi đầu thai đi. Mày còn quay về hại con gái tao làm gì? Mày cứ thử động vào con Mận đi, tao đào mô quốc mả mày lên cho mày biết. Nói xong, ông lôi di ảnh của anh Thìn để trên bàn thờ vứt xuống đất, rồi dùng chân dẫm lên, khiến di ảnh của anh Thìn bị nhăn nhúm nhỏ nát. Quậy cho đã xong, ông bà bỏ về như không có chuyện gì, mặc cho bà Bảy ôm di ảnh con trai quỳ dưới đất gào khóc. Trong 20 ngày, cả chục ông thầy pháp được mời tới, hậu tạ giá cao cỡ nào cũng không ai nán lại giúp. 10 người như chục, ai cũng nói là con quỷ đó dữ quá không làm gì được. Chỉ có một ông thầy duy nhất dám bước vào phòng cô Mận. Ông ta vừa bước vào thôi là tự dưng cửa phòng đóng lại một cái rầm, trong khi trong phòng chỉ có mỗi cô Mận. Mà cô Mận thì đang ngồi một đống trên giường. Phòng này lại khuất gió, cửa sổ còn không có. Vậy thì cửa phòng ai đóng? Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng cười khẳng khặc của cô Mận hòa vào tiếng gào thất thanh của ông thầy. Biết chuyện chẳng lành nên mọi người hùa nhau mở cửa, nhưng bên trong đã khóa chặt, không mở được. Cuối cùng, ông bà ổng phải lấy cưa phá cửa mới cứu được ông thầy pháp ra. Lúc cửa mở, cô Mận vẫn ngồi trên giường cười nham nhở, miệng máu me tùm lum. Còn ông thầy thì nằm sải lai dưới đất, trên người từ đầu tới chân toàn vết răng nhọn cắn, đặc biệt là ở cần cổ và sau gáy, vết răng nhọn cắm sâu hoắm. May mắn là ông thầy chưa chết, vợ con ổng phải đến khiêng về. Nghe đâu là ổng xỉu cả 5-6 ngày sau mới tỉnh, mà thần chí ổng không còn minh mẫn như trước nữa, quên luôn cả vợ cả con. Trước ông bà Ba giấu chuyện cô Mận bị quỷ nhập, nhưng sau vụ của ông thầy pháp, chuyện bị lộ ra ngoài, làng trên xóm dưới ai cũng biết, người ta sợ không một ai dám tới gần. Tình trạng của cô Mận thì cứ như vậy kéo dài, cho đến đúng 40 ngày sau là cô Mận chết, giống y như những gì mà ông Tám nói. Cái chết vô cùng đau đớn và tức tưởi. Đêm đó, gia đình đang ngủ thì tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của cô Mận. Lúc đầu chỉ tưởng là con Mận lại lên cơn quậy phá đòi ăn thôi. Thỉnh thoảng cô Mận vẫn hay làm bậy nên không có ai tới. Lúc sau nghe thấy tiếng la của cô Mận giống như là cô bị gì đau đớn lắm vậy. Đồng thời, cô gào kêu bà Ba cứu mình một cách rất thảm thiết, thái độ không hề hỗn láo hay chửi rủa như bình thường. Má ơi, cứu con. Má ơi, con đau quá má ơi. Má ơi, má ơi, con đau. Bà má ơi, cứu con với. Cứu con. Nghe tiếng kêu cứu có vẻ không ổn, bà Ba bà xót ruột nên tới xem có chuyện gì. Lúc mở cửa phòng cô Mận ra, bà Ba la làng la nước lên.
Ôi trời ơi, ông ơi, cứu con Mận ông ơi. Sở dĩ bà ba la làng lên là bởi vì bà nhìn thấy cô Mận đang nằm quằn quại dưới đất, miệng há hốc, mắt trợn trắng, hai tay ôm bụng, máu trong miệng cứ ọc ọc ra. Cái điều kinh dị là phần thân dưới của cô, máu me be bét thấm vào váy loang lổ đỏ le. Cô Mận nằm dài dưới đất, co hai chân lên rồi ra sức như đang rặn đẻ vậy, vừa rặn vừa rên la. Móng tay cào xuống sàn xước hết cả 10 đầu ngón tay. Cô Mận mới dùng hai tay nện liên tục vào bụng mình, giống như muốn tống khứ cái thứ đang nằm trong bụng của mình ra vậy. Máu ở bên dưới không ngừng chảy ra, nhỏ giọt xuống nền nhà. Điều đó cho thấy cô Mận đang bị băng huyết. Ông bà ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thầy lang, còn bà ba thì ôm cô Mận khóc quá trời quá đất. Em trai và anh trai của cô Mận cố gắng ghi cô lại không cho vận động mạnh. Cho đến khi thầy lang đến nơi thì mọi chuyện đã muộn. Cô Mận giật lên hai cái rồi lịm người tắc thở luôn. Đám ma của cô Mận phải kéo dài liên tục trong 7 ngày mới được hạ huyệt. Bởi vì đi coi thầy, người ta nói rằng cô Mận bị quỷ đoạt hồn mà chết, lại còn có con với quỷ nữa. Nếu không chôn cất đúng ngày giờ thì vong hồn của cô dễ biến thành quỷ không siêu thoát được. Cả làng Xuân Hòa ai cũng cho rằng vong quỷ theo cô Mận chính là anh Thìn. Trùng hợp là ngày làm ma chay của cô Mận lại chính là ngày giỗ đầu của anh Thìn. Người ta sợ đến nỗi không một ai dám đến nhà bà Bảy ăn cỗ. May sao lúc đó có một người đàn ông lạ mặt không biết từ đâu đi tới, đi ngang qua làng Xuân Hòa. Nhìn thấy đám ma của cô Mận, ông ta đứng ở ngoài nhìn rồi chau mày trầm ngâm. Sau đó đi thẳng vào gặp ông bà ba, rồi tự dưng nói một tràng y chóc những gì đã xảy ra với cô Mận, khiến ông bà ba nổi hết cả da gà. Vì người này rất lạ mặt, lại nói giọng vùng khác nên không thể nào biết rõ được chuyện trong nhà ông bà ba được. Kể cả chuyện cô Mận đòi ăn đồ sống ông cũng biết. Trong khi bà ba bà kín bưng chưa bao giờ kể cho ai hết. Vậy mà ông nói từ đầu tới cuối vanh vách như đã chứng kiến hết toàn bộ vậy. Sau một hồi hỏi thăm thì được biết, người này là một thầy Pháp đi ngao du từ vùng này sang vùng khác. Gặp ai khó khăn mà có duyên là ông sẽ giúp. Cũng chính vì thầy Pháp này là người đã minh oan cho vong hồn anh Thìn. Ông thầy nói rằng cô Mận đã chết, nhưng vong quỷ vẫn ngụ trong nhà. Nếu mà không trừ khử là gia đình sẽ dính phải hạn trùng tang liên táng. Khỏi phải nói, ông bà ba tin sái cổ. Ông thầy yêu cầu khiêng chiếc giường mà cô Mận nằm ra ngoài. Sau đó ông cắm ở mỗi chân giường một cây nhang, rồi lấy cho bếp rắc xung quanh tạo thành một vòng tròn lớn. Ông mới lôi trong tay nải ra một bình rượu, rồi lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Sau đó uống ngụm đầu tiên, đến ngụm thứ hai là ông ngậm trong miệng rất lâu. Mặt ông bắt đầu đỏ phừng phừng lên, má phồng to giống như quan công vậy. Sau đó ông phun rượu ngậm trong miệng lên chiếc giường, rồi dùng rựa chém lên. Nhát nào ông chém xuống là cái giường cũng rung lên, rồi từ miệng vết chém có một thứ nước đen xì hôi tanh chảy ra ngoài. Giữa ban ngày ban mặt, ai cũng nhìn thấy rất rõ. Có một vài người yếu vía còn nghe cả được tiếng kêu gào phát ra từ cái giường. Ông thầy tưới dầu lửa lên giường cùng với số rượu còn lại trong bình, rồi châm lửa đốt cháy giường. Khói bay đến đâu là mùi tanh nồng kéo theo tới đó. Không ai hiểu tại sao ông thầy lại cho đốt giường của cô Mận. Nhưng nhìn những hiện tượng xảy ra thì mọi người cũng ngầm đoán ra được có liên quan đến con quỷ theo ám gia đình ông bà. Quả đúng như vậy thật, con quỷ ngụ trên giường từ trước. Và chính ông bà đã nhặt được chiếc giường cũ đó ở làng bên. Thấy còn dùng được, ông đã trở về. Nhưng ông không hề biết rằng chính ông đã dẫn quỷ vào nhà. Rồi cô Mận nằm trên chiếc giường đó. Các bạn có nhớ người theo độ cô Mận giúp cô kéo dài được mạng sống mà ông thầy Tám đã nói tới không? Đó chính là vong hồn của anh Thìn đã bảo vệ cô Mận. Nhưng vong quỷ quá mạnh, anh Thìn không thể nào mà làm được gì, nên chỉ có thể cố gắng giúp cô Mận kéo dài sinh mạng. Và ông cũng nói thêm là
lúc đi ngang qua đám tang, chính cô Mận đã cầu xin ông thầy nán lại giúp đỡ gia đình. Sau khi giúp gia đình ông ba xong, thì ông thầy đi luôn chứ không nán lại hay nhận bất kỳ hậu tạ nào của gia đình. Một năm sau ngày mất của cô Mận, hôm giỗ đầu của cô nghe nói cô Mận có hiện về nói với bà ba rằng là mình đã gặp được anh Thìn và cô muốn rời mộ phần sang nằm kế bên mộ của anh Thìn. Bà ba đã làm theo tâm nguyện của con gái, còn ông ba vì lần trước hiểu lầm mà ông đã mạo phạm di ảnh của anh Thìn, trong khi chính anh Thìn đã cố cứu con gái mình, nên thành ra ông đã đến xin lỗi bà Bảy Xẻ và xin phép cho rời mộ. Sau khi hai phần mộ được nằm kế bên nhau, dây leo xanh tự dưng bỏ kín cả hai ngôi mộ, nhìn vào giống như là một ngôi mộ lớn vậy. Hai phần mộ về sau rất nổi tiếng ở làng Xuân Hòa, không có ai là không biết về câu chuyện của nó. Những cặp đôi đang yêu nhau gặp trắc trở thường đến đây để xin được tác hợp, đều được toại nguyện, hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt từ đầu câu chuyện đến bây giờ. Để phần bình luận của chuyện có sự khách quan hơn thì Thuận muốn thay đổi một chút. Riêng tập chuyện này, bạn khán giả nào để lại lời bình luận được nhiều lượt like nhất thì Thuận sẽ đọc tên bạn đó lên ở tập phát sóng tiếp theo. Lưu ý là hãy bình luận một cách văn minh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo. Nhớ like, share và đăng ký kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Và quý vị thân mến, nếu mà quý vị bình luận hay like càng nhiều thì cái việc YouTube đề xuất kênh Nhà Ma sẽ xuất hiện được nhiều hơn và lúc đó sẽ thu hút được nhiều người biết đến với kênh Nhà Ma hơn. Nên là rất là hy vọng rằng dù ít hay nhiều, quý vị hãy nói lên cảm xúc, suy nghĩ cũng như là một cái điều gì quý vị muốn nhắn nhủ cho Thuận ở dưới phần bình luận. Và chỉ cần một hành động nhỏ đó của quý vị thôi cũng đang góp phần đóng góp cho sự phát triển của kênh Nhà Ma. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn bó thật lâu dài với nhau. Và quý vị hãy giúp kênh Nhà Ma càng ngày càng được nhiều người biết đến nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.